Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình và mình Hà Quang đây. Thì ngày hôm nay thì mình cũng nhận được một cái tin buồn, nó cực kỳ là buồn luôn. Đó chính là kênh YouTube Hà Quang Gaming này của mình, mọi người thì mình sẽ phải bán nó đi rồi anh em ạ. Thế nên là mình mong anh em thông cảm giúp mình nhá. Thì cái tin này có lẽ là khá là sốc đối với nhiều anh em ở trên kênh mình, thậm chí là mình cũng bị như vậy luôn anh em ạ. Thì ngày hôm qua mình đã suy nghĩ rất là kỹ rồi, nhưng mà ở chỗ mình ấy thì bắt buộc là phải như thế thôi anh em nhá. Đó, nhưng mà mình bán kênh này đi rồi ấy thì mình đã tạo thêm cái kênh mới. Thì link kênh ấy thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xem kênh này. Ok anh em nhá, thì đây là kênh mới của mình anh em nhá. Thế nên ấy thì mình mong người qua kênh Hào Quang GM người đăng ký giúp mình nhá. Thì link kênh ấy thì mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận để anh em biết, để cho nó dễ nhá. Nếu mà bạn nào muốn chơi Lata Headshot Free Fire lại ứng dụng hỗ trợ kéo tâm Auto Headshot Free Fire và những cái mẹo về game Free Fire ấy, thì mọi người qua kênh này đăng ký nhá. Còn kênh này thì mình sẽ ngừng làm video rồi nhá anh em nhá. Đó, thì không phải là mình ngừng làm đâu, mà là mình sẽ bán cho người khác thôi. Đó, thế nên là nếu mọi người muốn xem kênh của mình ấy, mọi người xem video trên kênh mình ấy, thì mọi người qua kênh đấy ủng hộ mình nhá mọi người nhá. Đó, thì hiện tại thì sau khi cái video này đăng lên ấy mọi người, thì chắc chắn là kênh của mình nó sẽ không còn nữa. Đó, thì mình nói chung là anh em qua ủng hộ mình nhá mọi người nhá. Thì mình cũng không biết phải nói sao đấy anh em ạ. Đó, thì như và mình sẽ nói thêm một chút về thông tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay như là Gazana sắp cập nhật rồi đúng không anh em? Đó, mình cũng sẽ nói luôn là mình sẽ chưa làm Lata với lại con fit headshot nha mọi người nhá. Đó, thì nói đến vấn đề ngày hôm nay thì mình xin phép với anh em là mình tâm sự với anh em nhá, là kênh của mình nhá mọi người. Giờ mình cũng tạo từ năm 2019 rồi mọi người ạ. Đó, kênh của mình tạo 2019 rồi, cũng khá là lâu rồi đấy anh em. Và là có một thời gian ấy, kênh của mình view thì nó có rất là nhiều, nhưng mà là có một thời gian mà kênh của mình nó bị hỏng mất anh em ạ. Thì tại sao lại mình phải nói lại bị hỏng thì không phải bị hỏng đâu anh em, mà điện thoại của mình nó bị hỏng ấy mọi người. Thành ra kênh YouTube của mình không hoạt động trong vòng 2 đến 3 tháng anh em ạ. Kênh YouTube của mình không hoạt động thì đương nhiên là sẽ kiểu như là sẽ không có người like, không có người đăng ký mọi người. Thì như anh em biết trên kênh này của mình ấy thì cũng có khá ít được xem đó. Thì chứ không phải là kiểu như là hoàn toàn 100% là ít được xem đâu, vẫn có người xem, nhưng mà kiểu như mình đăng video lên ít khi nhiều người thấy lắm anh em ạ. Họ thì hiện tại thì mình đang chuẩn bị gọi là sang một cái kênh mới. Thì mình không biết là mình sang kênh mới thì nó có gọi là ok hay không, hay là view nó vẫn còn hay không. Đó, thì cái này là tùy anh em nhá. Đó, anh em nếu mà anh em muốn xài Lata Fitlag và Lata Headshot Free Fire thì anh em qua kênh Hào Quang GM người đăng ký giúp mình nhá. Đó, thì nếu mà người lên YouTube ấy, mọi người lên YouTube tìm kiếm Hào Quang GM không thấy ấy, thì cái đó là do YouTube họ chưa duyệt cho mình nhá. Tức là sao? Tức là YouTube họ không deal trực tiếp luôn anh em. Đó, thì phải mất một khoảng thời gian thì YouTube họ mới deal cho mình. Thì mình cảm thấy mình cũng khá là buồn đó. Thì mình cũng không biết phải nói sao nữa. Thì mất một kênh YouTube mà lên hẳn 1.000 người đăng ký rồi anh em. Thì cái này khá là buồn với mình, nhưng mà do hoàn cảnh của mình ấy thì nó cũng chịu thôi anh em nhá. Thì anh em xem video anh em nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp cho mình nhá. Thì mình hy vọng là mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình bằng cách qua kênh Hào Quang GM đăng ký giúp mình nhá. Mình nói rồi thì link kênh mình vẫn sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Đó, rồi ok, và để bớt nhàm chán ấy thì mình có cho anh em xem video highlight của Biên Sân Show này mọi người. Đó, thì nếu mà mình sẽ nói đến thông tin về Free Fire một chút nha anh em nhé. Đó, nếu mà Gazana Free Fire mà kiểu như là họ cập nhật OBS 2.29 ấy mọi người, và nếu mà ứng dụng hỗ trợ kéo tâm hay là Lata Headshot Free Fire nó còn nữa ấy, thì mình vẫn sẽ thông báo cho anh em nhé. Còn mình xin phép anh em luôn là ngày mai anh em nhé, ngày mai mình có thể gọi là ra video về OBS 2.29 được đấy. Ngày hôm nay thì đang buổi trưa anh em nhé, buổi trưa như là chưa cập nhật được không anh em. Hình như là từ mấy giờ nó cập nhật mình cũng không biết nữa, hình như là từ 10 giờ là nó bắt đầu cập nhật rồi anh em ạ. Thì ở đây mình cũng chả có gì để nói thêm với anh em nữa đâu. Thì mình chỉ mong anh em mà qua kênh YouTube Hào Quang GM người đăng ký giúp mình thôi. Thì
ở trên kênh ấy thì mình cũng là có rất là nhiều khoảng thời gian mình gọi là làm video, mình cố gắng hết sức mình làm video, mình ra video nó cũng cực kỳ được chất lượng đấy. Mình chia sẻ là tai headshot ứng dụng này kia, cách mod skin này kia, fit lock này kia, chia sẻ cho anh em luôn. Mình chia sẻ cũng khá là nhiều rồi đó, thì bây giờ phải qua kênh đấy mình chia sẻ cho anh em, không biết là nó có ổn định hay không đó. Thì nghĩ kênh đấy kênh mới mà, kênh mới chắc sẽ có một chút view để mình chơi rồi. Ok, và chắc có lẽ là mình vẫn sẽ cố gắng gọi là tiếp tục anh em nhé. Đó, nhưng mà kênh YouTube này của mình ấy, kênh Hào Quang Gâm mình ấy mọi người, thì mình sẽ từ bỏ nó thôi anh em ạ. Mình, tại vì chú mình nó không phải là 100% gọi là có thể làm được YouTube mà mọi người. Là mình làm YouTube bằng cái gì thì mình xin phép anh em luôn là mình làm YouTube vì điện thoại, ở điện thoại nhá anh em nhá. Mình là quay video quay ở điện thoại luôn đó. Còn làm file thì mình đi mượn máy tính của người khác anh em ạ. Còn làm mấy cái file này thay đổi các thông số ấy, mình đi mượn máy tính của người khác. Và mình cũng xin nói luôn ở đây một tiêu lì nữa anh em nhá, là nếu mà anh em nào muốn mình test các ứng dụng ấy mọi người, anh em nào mà có ứng dụng này kia, hay là anh em muốn mình test, hay là anh em muốn biết chức năng của nó được gì ấy, mọi người nhớ comment cho mình biết nhá. Đấy, thì mình sẽ gọi là làm vì laptop headshot free fire này, ứng dụng hỗ trợ kéo tâm headshot free fire này, full chức năng ứng dụng hỗ trợ chơi game này đó. Gần như là mình sẽ chia sẻ mọi loại mẹo về game free fire anh em nhá. Thì mình không biết anh em xem video này có qua đăng ký kênh giúp mình không, nhưng mà thôi thì chắc mình vẫn sẽ cố gắng gọi là tiếp tục làm video anh em nhá. Đó, thì mình sẽ không từ bỏ việc làm YouTube đâu anh em ạ. Đấy, thì mình sẽ làm hoàn toàn 100% mình làm YouTube anh em ạ. Đó, thì kênh của mình ấy thì link mình sẽ để ở phần mô tả rồi, anh em chỉ việc click vào đăng ký kênh thôi. Và mình cũng xin phép nói một điều nữa với anh em, đó chính là hiện tại ấy, thì Gazeta họ cập nhật ấy mọi người, thì mình không biết sẽ gặp những cái khó khăn gì, thế nên ấy, mình ra video muộn ấy, thì mình mong anh em thông cảm giúp mình nhá. Rồi, và mình cũng chỉ nói đến đây thôi nha em nhá. Đó, thì người xem video người nhớ qua đăng ký kênh ở kênh Hào Quang Gaming, đăng ký giúp mình nhá. Cảm ơn người đã xem hết video này. Bye bye.